bốn mùa lan nở cả nhà. Bữa nay lan nhà tôi nở rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ mời các bạn đi vòng vòng trong vườn của tôi để chiêm ngưỡng một số những hoa đang nở. Đây là một cây rất đặc biệt, rất đặc sắc. Ngày trước thì trên rừng rất nhiều nhá, có khi lấy được hàng bao luôn ấy. Nhưng mà bây giờ thì hiếm đấy. Ngày xưa nó cực kỳ rẻ luôn, có 30.000 một kg thôi. Nhưng mà bây giờ muốn kiếm được 1 kg thì cực khó. Hoa hơi bị bự luôn. Đặc biệt là cái bông này nó ngậm nụ phải tầm 2 đến 3 tháng mới nở. Và thường ấy thì sẽ nở vào mùa xuân. Thỉnh thoảng thì sẽ may mắn nở đúng dịp Tết. Bông này nở được khoảng tầm 10 ngày, có khi hơn. Nếu mà không tưới vào hoa, không phun phân, phun thuốc vào hoa thì có khi phải nở được nửa tháng. Hoa hơi bị thơm luôn. Giả hành cũng đẹp mà lá cũng đẹp. Đây là một giống lan lá mỏng cho nên là không nên phun phân, cũng không nên phun thuốc, phun là cháy. Cây này không ăn nhiều nắng. Để dưới hai lớp lưới là vừa đẹp đấy các bạn. 3 ngày tưới một lần thôi, không cần phải tưới nhiều. Hoa Dendro Mini. Nó dễ ra hoa thật sự đấy các bạn. Những cái bông này là nở được khoảng 10 ngày rồi. Một cái cọng như vậy mà ra hoa thì phải chơi được khoảng gần 1 tháng. Nếu mà nở theo kiểu hoa đuổi thì phải chơi được hơn 1 tháng. Cây này rất là dễ ra hoa, rất dễ ra kỳ. Cực kỳ khỏe luôn, mình không cần phải phun phân đâu, cũng không cần phun thuốc luôn. Nếu mà có phun thì chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1 là được rồi. Còn lại chủ yếu là bón ở gốc này các bạn. Bên 01 và 20-10-10 là xong. Cái này thì càng nhiều nắng càng tốt nha. Dưới một lớp lưới, 2 ngày tưới một lần. Hôm nay hai chậu này nó nở bung bét luôn. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Quá là phê luôn ý. Bây giờ đang là buổi chiều, sắp tối rồi đấy. Nắng là chiếu ngang rồi mà hoa vẫn rất là bay. Hoa này khá thơm nha các bạn. Độ bền nó khoảng tầm 10 ngày đến 13 ngày nó mới tàn. Đây là một cây hạc vĩ đột biến. Nó không phải là đột biến về hoa đâu, mà nó đột biến về lá và thân. À, đột biến về lá và giả hành nhá. Đây các bạn xem ạ. Quá đỉnh luôn ý. Sắp tới thì tha hồ kỳ. Rất nhiều kỳ luôn. Trời ơi. Tha hồ lượm lúa. Hàng này bây giờ còn ngon hơn năm cái Tràng Phú Thọ hay là HO nhiều. À, dự là tôi sẽ có một năm ấm no hạnh phúc rồi. Tín đồ của thân lá là rất thích cái này đấy ạ. Bông lan sừng trâu. Hoa nó giống như một con gì đó đang bay đúng không các bạn? Nếu mà nhìn như này thì mình sẽ thấy được là bông rất to. Nhưng thực tế là nó chỉ to bằng con ruồi thôi. Đấy. Đây các bạn. Đúng bằng con ruồi. Nhưng mà dùng kính lúp ngắm thì cũng được đấy. Cây này cũng khó trồng nha các bạn. Tôi trồng nó chết không biết bao nhiêu cây rồi. Tôi mới phát hiện ra là nên trồng cắm đầu nó xuống đất thì nó sẽ sống. Còn cứ cố tình mà dựng thẳng đứng nó lên ý là nó ngỏm ấy các bạn ạ. Cái này thì trồng khô ráo một chút, tại vì cây này nó giữ nước ở lá đây này rất là nhiều, giữ chất dinh dưỡng ở lá.
nên trồng ướt ấy là nó dễ bị thối lắm, toàn ra bị thối ngọn thôi. Đây là một cây lan đơn thân nhưng mà khả năng đẻ của nó khá là tốt. Đây chỉ là một cây thôi nhưng mà cây ban đầu này nó đẻ ra này, một con này, hai con, ba con này, bốn con này. Đấy, cái con này nó lại đẻ ra này, chia đôi ra này. Hơi bị hay luôn các bạn ạ. Có ba tác phẩm hoàng lạp đang nở rất là tươi các bạn. Thơm thật sự đấy. Cái mắt này á, nó nhìn từ xa thì có vẻ nó hơi hơi giống cây sơn thủy tiên. Nhưng mà thật ra là hoàng lạp nhé các bạn. Cánh sáp rất là dày. Hoàng lạp là một cây rất dễ trồng, giá thể nào cũng được. Nắng nhiều một chút là được, dàn thoáng một chút. Nếu mà chưa biết cách chơi ấy, thì tốt nhất là cứ vỏ thông vụn Nilgita cỡ độ bằng ngón tay cái là ok nhé các bạn. Kiếm hai màu hay gọi là kiếm bicolor. Sắp tới là chỗ này nở bung bét đấy, sẽ rất nhiều đấy. Tôi có khoảng hơn chục chậu, chậu nào cũng bự. Mấy năm trước thì tôi có khoảng tầm 40 chậu bicolor, bán được khoảng tầm hơn 20 chậu rồi, gần 30 chậu. Hoa này khá là bền nhé các bạn. Chơi phải được hơn chục ngày mới tàn hoa. Cây bicolor này thì cần hoa của nó cứng. Nó có thể xỉa lên hoặc xỉa xuống, tuy nhiên là cần hoa cứng. Hai màu ấy, nói chung là hai màu. Nhìn cái hoa thấy hai màu là biết là kiếm hai màu. Đặc biệt là cái lưỡi. Cái lưỡi nó không có vạch, mà cái lưỡi nó liền nhé các bạn. Còn đây là kiếm lô hội. Nếu mà chỉ nhìn cây thì hơi khó để phân biệt được so với lại cây bicolor. Nhưng mà cái lưỡi của nó có vạch này, từng sợi đấy các bạn, nó không có liền. Cây lô hội này của Thái Nguyên. Chậu này to lắm, rất là nhiều hoa. Quay ngược nắng cho nên là nhìn nó hơi tối. Cây địa lan Sato. Địa lan này nở được 10 ngày rồi đấy các bạn. Hoa bền thật ý. Tôi trồng cái chậu này cũng được 5-6 năm rồi, nhưng mà bây giờ mới là ra hoa lần thứ hai. Hôm nay thì dàn lan nở được một cái giống lan rất là hay, là cây thủy tiên trắng của Lộc Bắc. Cái cây Lộc Bắc ấy nó khác những cái cây ở vùng khác là cần hoa của nó rất là dài. Những cây của vùng khác ấy, thì đa số là cần hoa nó chỉ được khoảng 30 cho đến 35 bông thôi. Còn cây Lộc Bắc thì 40, 45, 50 bông. Cây mà to khỏe thì có khi 55 bông. Cần hoa rất là dài. Kiều trắng hay còn gọi là thủy tiên trắng. Người ta còn gọi là cây hoa đèn lồng. Tại vì nếu mà nhìn ở góc độ này này, nó tròn xoe à, nhìn như cái đèn lồng luôn. Hoàng thảo vôi. Đây là cây vôi hồng. Hôm nay, năm nay thì vôi nở hơi bị muộn. Cây đen rô nắng. Cái tai của nó dựng lên như tai con thỏ ấy các bạn. Hoa này bền khoảng tầm hơn một tháng mới tàn nhé. Cây này nếu mà lớn hết cỡ thì nó phải cao khoảng 2 mét, to bằng cổ tay đó. Rất khủng khiếp luôn.
làm chuỗi ngọc. Nhìn như cây dendro các bạn ha. Thật ra thì nó thuộc chi dendro mà. Ồ, cái bông này nó không có mắt này. Nó có sự biến thiên đấy các bạn. Bông này có mắt đen này. Cùng là chuỗi ngọc nhưng mà nhiều mặt hoa. Cây chuỗi ngọc là một cây không ưa phân đâu, cho nên là phun phân ít thôi nhé các bạn. Phun thuốc cũng ít thôi, thậm chí không nên phun. Còn kích rễ bằng chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1 là đủ. Rồi sau khi mà nó đủ rễ rồi ấy, thì chỉ cần bón Ben 01 và bón 20-10-10 là được. Giá thể thì khô ráo và thoáng. Trồng giá thể ướt là bao chết nha các bạn. Hạc vĩ. Lâu lâu được bông hạc vĩ cánh bay rất là đẹp. Đây là hạc vĩ thường thôi, nhưng mà hoa đẹp thật. Thơm nữa các bạn ạ. Đặc biệt là hôm nay trong vườn lại có được một cái cây mà đợt vừa rồi có rất nhiều người hỏi mua. Vì khi tôi quay clip cái bông này lên thì nhiều người thích quá. Đây là bông giả hạc 5 cánh tím. À quên, xin lỗi. Giả hạc 5 cánh trắng họng tím. Nó là một giống lan lai của Đài Loan. Chắc là nó cùng anh em họ hàng gì với cây 5 cánh trắng họng hồng á. Cây này thì bữa nay rất là rẻ nha các bạn. Nhưng mà chơi khá là hay. Bắt đầu đến mùa long tu nở. Hoa thơm mùi hương của bông nhài đấy các bạn. Nó hơi khác bông nhài một chút xíu nhưng mà có cái nét tương đồng. Bông rất tươi. Độ bền của bông long tu nó được khoảng tầm 1 tuần cho đến 10 ngày. Long tu là một giống lan dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ chơi. Ăn nhiều nắng. Bông hạc vĩ đột biến trắng. Một giống lan khá là hiếm. Cánh rất là bay. Phải nói là cánh sáp. Bông hơi bị đẹp luôn. Cây này mấy năm trước thì nó đắt khủng khiếp đấy. Nhưng mà năm nay thì rẻ rồi. Một chậu như này bây giờ chắc là khoảng tầm 300 thôi các bạn. Hàng đột biến bây giờ như vậy là quá rẻ rồi. Đây là cây sơn thủy tiên mắt đen. Khi mà không có ánh nắng chiếu vào á thì sẽ có mắt đen. Nhưng nếu mà có ánh nắng chiếu vào thì mắt nó sẽ thành màu đỏ. Camera điện thoại của tôi cực kỳ là chân thực. Nhìn ở trong hình ảnh của camera và hình ảnh ở ngoài thật là giống y nhau luôn nhé. Bằng mắt thường ấy. Không khác nhau một, gần như là không khác nhau gì hết. Đây là bông ngọc thạch 3 màu. Thì hoa nó đi vào trong nên tôi cấu một bông ra để mời các bạn thưởng thức. Bữa nữa mà nở được nhiều hơn thì tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Ngọc thạch có 2 loại là ngọc thạch 2 màu và ngọc thạch 3 màu. Giả hạc châu Như các bạn ạ. Một cái giống lan giả hạc rất đặc sắc về mặt hoa. Nó rất nhiều mặt hoa nhé. Nó có hàng nghìn mặt hoa khác nhau á. Thì đây là một trong những cái mặt hoa chơi được. Bông hoàng thảo thập hoa. Đây là một bông thập hoa bình thường. Cây bình thường, lá bình thường, hoa bình thường. Rất bình thường trên thị trường. Đa số những cái cây thập hoa thì mặt hoa nó đều như vậy. Còn nếu mà nói về hàng hiếm ấy, của cây thập hoa đó, thì hôm nay mời các bạn chiêm ngưỡng một cái loại thập hoa gọi là siêu đậm. Đây là bông thập hoa siêu đậm. Đây là hàng hiếm nha các bạn.
cái mặt hàng này nó còn đắt hơn cả hàng đột biến cơ. Tôi còn một giò nái. Tôi đang ươm ki và nhân ki ra. Thì cây này mấy năm trước cũng rất đắt. Mấy năm trước á, 700-800 nghìn một ki nhé các bạn. Lúc đấy thì tôi sưu tầm được 2 ki. Đấy, thì bây giờ là nhân giống ra cũng được kha khá rồi. 2 ki thì có được tạo thành 2 chậu nái. Đây là một chậu này, còn một chậu nữa tôi bán rồi. Đây là cái ki của cây thập hoa tím đậm này. Một ki ở một chậu như này là 200 này. Cái này á, bữa nay nó đắt hơn HO nhiều lắm các bạn. Đắt gấp 4 lần HO. 4 lần, đắt gấp 4 lần năm cây tràng Phú Thọ luôn á. Cây long tu xuân của Việt Nam này. Năm nay long tu của Việt Nam và long tu Lào nở cùng một thời điểm. Hoa của cái bông này có thơm nồng hơn là bông long tu Lào. Hoàng phi hạc cũng thơm. Hoàng phi hạc thì được cái là thân thủ nó rất là đẹp. Chơi giả hành thôi cũng đã thấy phê rồi. Chưa nói đến chơi hoa. Thì hoa được cái thơm và đặc biệt rất bền. Hoa hoàng phi hạc phải được 20 ngày đấy, hơn 20 ngày mới tàn. Cây dendro tím, dendro xuân. Cái hàng này thì nó cổ lắm rồi. Hàng xưa rồi. Đây là cây kiếm lô hội Hồng Văn Giang. Hoa chính chậu rồi, hoa chính chủ rồi, yên tâm rồi các bạn. Trồng 3 năm, năm nay mới thấy có hoa. Mấy năm trước rất là nhiều người hỏi mua nhưng mà nó không có hoa nên tôi lại không dám bán. Đây là cây hoàng thảo chim lửa này. Còn ở chỗ này á, cây này là cây dendro tím nhạt nhưng mà màu hồng rất tươi. Tím rất tươi luôn. Lại là một tác phẩm hạc vĩ. Không có gì đặc biệt nhưng mà giá thể thì đặc biệt. Đấy là củ gạch. Tôi ghép một cái hạc vĩ này ở trên một cái cục gạch, buộc vào một cục gạch. Vậy mà cũng sống rất là khỏe đấy các bạn. Đây là cẩm cù nhá. Cẩm cù trắng. Còn đây là cẩm cù đột biến lá, cẩm cù lá tài. Tuy nhiên là cẩm cù này nó không phải là lan. Hoa cũng thơm. Cây cũng đẹp. Dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng không phải là lan nhé các bạn. Ồ. Có một cái loại vũ nữ rất thơm này. Màu nó như màu sô cô la luôn. Mùi thơm cực kỳ là ngọt nhé các bạn. Tôi không biết tên của cây vũ nữ này. Không biết có phải là vũ nữ sô-cô-la không? Tuy nhiên là hoa của nó rất bền. Bé thôi nhưng hoa rất bền. Ra hoa đều lắm. Vũ nữ thì không cần nhiều nắng. Cho nên cứ để ở trong một cái góc khuất là được rồi. Còn đây là một cái giống lan mà cái tên của nó cũng khá nhiều tranh cãi. Có người gọi đây là cây nhất điểm hoàng. Nhưng mà theo tôi thấy thì nó không phải là nhất điểm hoàng. Đây là một cái cục nguyên bản từ rừng nhé. Rừng Lai Châu nhé các bạn. Chuẩn rừng Lai Châu luôn. Đấy, một cục gỗ. Còn nguyên cục gỗ. Thì tôi không biết tên.
Cây này cực kỳ là không thích phân thuốc và cũng không cần bón phân luôn, cứ trèo bờ rào như vậy là được. Một cái loại cẩm cù nữa, nhưng mà tôi cũng không biết tên là cẩm cù gì. Tôi chỉ nhớ là đợt tôi đi lấy măng thì ở bên bờ suối ấy, mình vặt được nó bám ở trên một cái cây mục, mang về trồng và hôm nay ra hoa này. Tôi trồng ở trong một cái chậu với giá thể là dớn vụn, rêu rừng, nữ hoàng bóng đêm. Một giống lan rất dễ ra hoa, rất sai hoa. Cái này thì hoa thơm vào ban đêm thôi, ban ngày thì không có mùi luôn. Cây dendro gì tôi cũng không biết tên các bạn ạ. Nhưng mà hoa cực kỳ bền nhé, phải 2 tháng mới hết hoa, một vòi ấy, cứ ra hoa liên tục thôi. Tôi trồng ở trong một cái chậu với giá thể là sơ dừa, rồi để ở dưới đất. Cây cao lắm, cao khoảng tầm 1m3, 1m, 1m4. Và đây là một cái giống lan siêu hiếm luôn, rất rất là hiếm, ít người có. Và những người là tín đồ của màu tím, tím đậm sẽ rất thích. Đợt vừa rồi thì tôi có mười mấy chậu, bữa nay bán hết rồi, còn có 2 chậu à. Hoa rất thơm. Cái này là cây ống điếu của Úc. Cái giống này thì nó cực kỳ là dễ ra hoa và hoa bền khoảng 1 tháng. Một năm ra hoa khoảng tầm 4-5 lần. Cái này thì khá đắt. Đấy, một chậu như này nó khoảng 350. Tuy nhiên là bây giờ tôi chỉ còn có 2 chậu, cũng đang không biết được có nên bán hay không. Có khi clip này mà đăng lên có khi là đã bán hết rồi đấy các bạn. Bây giờ bán xong rồi cũng chẳng biết đi đâu để mua giống về nữa cơ, nên nhiều khi là nửa muốn bán lại nửa không. Chỉ là mấy cây hạc vĩ còi thôi mà nó lại đẹp thế nhỉ các bạn. Rất còi nhé, mà lại rất đẹp. Bông cát tím hoa cà. Đây là bông cát cổ, rất cổ. Tôi trồng 6 năm không có hoa. Xong rồi tôi mới ức quá, tôi mới tách ra. Tách ra nhé các bạn, tách nát cái chậu ra. Có một chậu thôi mà tách ra trồng được mười mấy chậu đây này. Thế là tự nhiên nó lại ra hoa. Thế chứ. Đây là bông đại ý thảo. Đại ý thảo. Rất là nhiều lông. Cái cây này nó dài quá, tôi mới quấn nó lên. Nó dài khoảng tầm 1m6. Thì khi mình cứ quấn lên như vậy này, bữa nay nó ra hoa, nó nở cũng không đạt lắm. Một mắt được có 3 bông à. Chắc là phải sang năm mới đạt. Các bạn xem nụ này, một mắt 3 bông này. Chừng nào mà một mắt 4, 5 bông, 6 bông, 7 bông ấy, thì mới gọi là đạt. Cây này vẫn còn còi lắm. Năm ngoái mình trồng ở trong một cái chậu nó nhỏ quá, không đủ chất. Năm nay cho ra chậu to hơn thì chắc là sẽ đạt hơn đấy. Cái mầm mới lên mà đã to hơn cả cái cây trưởng thành kia là ok đấy. Bữa nay vườn lan của tôi nó khoảng tầm 50 loại lan đang nở. Có khi hơn đấy. Đây là cây năm à, cây năm cánh à, cây giả hạc hồng. Giả hạc hoa hồng đỏ. Nó đẻ khỏe lắm các bạn ạ. Hoa màu tươi thật ấy. Cây này á, cây này 6-7 năm trước ấy, một cọng khoảng tầm 50cm, nó vào tầm 100. Bây giờ thì nó rẻ lắm, cả chậu to đùng, có khi chỉ có 100-200. Nhưng mà hoa được cái rất đẹp, lại thơm nữa. Đấy thì nãy giờ là tôi cũng đảo qua một vòng ở cái dàn trên này. Còn hai dàn dưới thì xin phép là để ở trong clip khác các bạn nhé. Vì clip cũng hơi bị dài rồi.
Nếu mà quý vị yêu thương và quý vị cần giống lan thì cứ liên hệ với tôi. Còn nếu mà quý vị có những cái sự thắc mắc về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan, các loại bệnh ở trên lan thì cứ nhắn tin cho tôi vào Zalo 0963 133 117. Tôi sẽ hồi đáp lại và chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi để chúng ta cùng có cái niềm đam mê với lan, tạo dựng cái phong trào chơi lan nó được rộng hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau ạ.